Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel. Thì hôm nay bên GP có một cái update mới ở phần nhiệm vụ. Đây. Thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ này cho đến trước khi trước ngày 8 tháng 5 năm 2023 nha. Thì cái nhiệm vụ này là yêu cầu các bạn là phải kết bạn hoặc là follow với một người nè. Này là hai người nè. Cái này là ba người nè. Đấy. Rồi nâng Masu lên trên level 30. Cái dạng R hay là SR gì cũng được. Rồi cái thứ năm là gacha 10 lần trong frame point. Nha, 10 lần nha. Cái nhiệm vụ thứ 6 á là đi cốt truyện chính một quest. Nha, đi cốt truyện chính một quest. Cái nhiệm vụ thứ 7 này á là đánh một map thẻ EXP trong Claudia Gate. Cái nhiệm vụ thứ 8 này là đánh map Material một lần. Và cái nhiệm vụ cuối cùng đó chính là đánh một map VP trong Claudia Gate. Đó là bạn là làm xong tất cả 9 nhiệm vụ cập nhật trong phiên bản lần này nhé. Ok, bye mọi người nha. Bye bye.